Xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác lại quay lại với em Hồng GBL. Các bác thân mến, ngày hôm nay em lại tiếp tục lên video để chia sẻ với các bác anh em nào đang cần tìm một đôi loa, các bác đang có nhu cầu chơi phòng trà hoặc là sân vườn rộng, hoặc anh em nào mà đang đi làm thiếu loa lời ở ngoài sân khấu lớn thì các bác vui lòng xem video này các bác nhé. Xin gửi lời chào đến toàn thể các bác và cũng như là chúc các bác tìm được những sản phẩm ưng ý, cũng như là liên hệ với em Hùng sớm nhất có thể. Nếu các bác hôm nay mà không mua được một đôi loa như thế này, bác nào mà đang có nhu cầu, giá nó cực kỳ hợp lý, và ngày hôm nay thì em cũng thanh lý cho các bác đôi này. Nó quá là to, để trong nhà nó cũng chiếm diện tích nhiều quá, không bày được những thứ khác các bạn. Thì đi vào cấu hình nó nhanh và nói nhanh luôn các bác nhé. Và giá đôi này ngay đầu video em sẽ nói luôn, báo cho các bác là con giá của đôi này là 18 triệu đồng các bác nhé. 18 triệu đồng tại cửa hàng các bạn. Đấy, một đôi loa khủng long. Các bác có thể là sau đây mời các bác cùng tham khảo và em sẽ quay chi tiết bên trong cho các bác cùng xem. Bên cạnh đó thì các bác thân mến, các bác nào mà cần cục đẩy thì hãy alo cho em các bác nhé. Trong video nó có thể quay nó vào những cái cục đẩy nào thì các bác ưng thì các bác có thể alo cho em. Và cái tủ máy này đấy, một cái tủ máy VIP như này, bao gồm cả tất cả thiết bị trong tủ các bác nhé. Em cũng giao lưu với các bác luôn đấy. Các nào cần món gì thì alo. Và một cái tủ máy này nếu mà để trong phòng trà thì nó cực VIP luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Rất là hiếm các bác, đố các bác thấy được cái tủ máy như thế này. Đấy. Đấy, một cái tủ máy cực đẹp, cực gấu và chắc chắn. Bao gồm cả thiết bị này cho anh em nào mà chơi phòng trà hoặc là anh em đi làm cũng được các bác nhá. Thì trên cái tủ máy này công suất của nó là có hai con đẩy thôi, một con là 4 kênh 1300W một kênh và một con là 2300W một kênh, hai kênh. Đấy, xúc kép thôi nhé, một bộ mic và một quản lý nguồn, một con cốt số thôi nhé, một bàn mixer đó. Ok, quay trở lại với video này thì đi vào nhanh, em sẽ quay chi tiết cho các bác về đôi loa này. Thì cái đôi loa này thì cái bát chung, cái chung của nó là chung 25 và chung neo, và côn nó cũng là côn 75 các bác nhé, và chung neo nó ở trong cái bầu này, cho nên là em tháo ra thì cũng ngại. Bác nào mà muốn biết cái củ loa chung ở trong này thì alo cho em, thì ban ngày hoặc là em sẽ tháo em gửi qua Zalo cho các bác. Con này là bát 25 các bác nhé, chung neo 25. Cấu hình của nó em sẽ mở bỏ ra cho các bác xem. Và đôi thùng này là đôi thùng loa Mỹ xịn các bác nhé. Cái kèn này cũng đã gấu rồi đấy, khá là bự này. Kèn này chiều ngang nó chắc từng chiều cao nó 40, chiều ngang nó khoảng độ 45 đấy. Trong cái họng này nó có hai lỗ họng ra hai bên này, kèn ra hai bên này, hai phễu phóng ra hai bên này, và bên trong nó là một cái bát leo 25. Đúng không? Bát leo 25 côn 75 luôn các bác nhá. Đấy, đây là cái tép từ leo. Tép này là tép BMC rồi. Từ leo trắng côn 75 luôn các bác nhá. Con này là tép côn 75. Con này là hàng bãi các bác nhá. Đấy. Cặp loa này là hàng bãi, hàng sử dụng rồi. Giá là 18 triệu em báo luôn đầu video rồi. Đấy các bác. Cái thùng này là thùng của Mỹ luôn, xịn các bác nhá. Bây giờ các bác mua, nếu các bác mà tham khảo các bác mua một đôi thùng này bát 50. Đôi thùng này cũng có giá phải tầm ngót nghét chục triệu rồi các bác. Nếu thùng đẹp như này. Bên trong bông banh nó còn vàng ươm này, mới này. Và bên ngoài thì em cũng không lau chùi, để lâu lâu nó cũng bụi này. Thì không để ý đến nữa các bác nhá.
cái họng này của nó khá là khủng luôn. Họng này chừng nó phải ba mấy, em đã quên không cần cái thước rồi. Cái chiều ngang này nó cũng phải tầm 25, 27 rồi. Còn cái chiều này nữa, nó tầm phải ba mấy. Khá là khủng. Và con này là tép côn 75 các bác nhé. Từ leo côn 75. Cấu hình rất là khủng. Ở dưới đây thì nó sử dụng cái bát phi vây của Mỹ. Và từ 22 côn 100 các bác nhé. Bát 50 phi vây của Mỹ từ 22 côn 100. Với tình trạng là bát còn đẹp và zin. Bao chạy bao phê các bác. Đấy. Con này thì anh em biết rất nhiều rồi, khỏi phải giới thiệu nữa. Cái thùng này là thùng của JBL. Người ta đã độ sang thành cái loa này. Và nó cũng toàn là đồ xịn thôi các bạn. Một cái bát từ 22 côn 100 của Phi-Vây Mỹ xịn này. Cái tép BMC từ leo trắng côn 75. Và trong này là một cái bát neo xịn nữa. Nó dạng như của DMX hoặc là gì đó. Của nó cũng là cái bát dạng của Phi-Vây các bạn. Bát Phi-Vây neo ấy. Nhưng mà nó là từ neo côn 75. Thì mai em sẽ, hoặc là em tháo ra thì em sẽ chụp các bác xem. Và ở đây thì nó sử dụng phân tần là phân tần 3 đường tiếng rồi các bác. Phân tần 3 đường tiếng rồi. Nó khủng rồi. Đó. Nó sử dụng phân tần 3 đường tiếng. Tình trạng là lo bãi. Bát và mọi thứ còn zin còn đẹp, còn nguyên các bác nhá. Và bao hoạt động bình thường anh em. Đấy, nó bẩn trong này thì em cũng không cần lau đây này, không có vệ sinh nữa. Làm video cho các bác xem. Và cái này thì hàng bãi như này không tránh được nó xước xác này, cũ theo thời gian rồi các bạn. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì alo số điện thoại đây các bác này. Đấy, mà tầm này rồi thì không cần phải nhắn tin với những cái hàng này thì không phải nhắn tin nữa các bạn. Ok, chốt được 18 triệu đô này. Bát 50 3 đường tiếng, một bát 50 từ 22 côn 100, thùng của JBL xịn của Mỹ đó nhá. Đôi thùng này là của JBL xịn của Mỹ. Model của nó là 3218-9. Đấy. Và một cái tép của nó là một đôi tép leo 75 rồi. Đấy, còn chung là chung 25, nó khá là khủng long các bạn ạ. Rồi thì em sẽ lắp vào và em sẽ test thử chất âm nghe các bác nghe một chút cho nó vui các bác nhé. Với những cái sản phẩm khác nữa thì các bác ở đây em cũng đang dư một chiếc cục đẩy Smith. Đấy, HD 4x1500, nghĩa là 4 kênh nhân 1500W một kênh đó nhá. Và con đẩy AK này. Đấy, cũng bán thanh lý thằng thu mua lại của khách. Bán cho bác nào con này là 5 triệu rưỡi con AK này này các bác này. Đấy, các bác xem video thì chú ý những cái con ở trong video này này. Đấy, tình trạng là sử dụng rồi, những khách sử dụng rồi nhưng khách mua lúc còn mới 12 triệu và bây giờ em thanh lý cho các bác là 5 triệu mua lại các bác bán rẻ cho các bác. Đấy. Còn cái tủ máy này thì anh em nào hợp nhãn thì ok. Cái này là cái lắp ở trên bàn mixer này các bác này. Khi mà không chơi nữa thì mình úp lên đây. Nó đậy lại thành cái hộp vuông. Và tháo ra thì mình sẽ cài vào bên cạnh. Nó sẽ làm một cái bàn để máy tính hoặc là bàn để anh em thao tác. Đó. Và nó hai nắp trước và hai nắp sau. Cái này là của Tây xịn đây nhá các bác nhá. Nhìn thấy chưa? Các bác chỉ nhìn thấy bên Tây mới có thôi, bên Việt Nam không có cái tủ ấy đâu. Đấy. VIP đặt ở phòng trà hoặc anh em đi chơi gọn gàng, đi làm đám gọn gàng nhẹ nhàng thì quá ok đó. Đấy, còn bạn các bạn nào mà các bác nào thích chơi loa hãng thì ở đây có hãng Bird Audio này các bác này. Và em sẽ tới đây em sẽ review nhiều về cái hãng này cho các bác xem. Chất của nó cực kỳ hay luôn và em sẽ so sánh có cả MBT của Ý đây các bác nhá. Đấy, JBL 528 FPD. Ok, video ngày hôm nay thì em làm chủ yếu là giao lưu các bác đôi loa bát 50 3 đường tiếng này từ 22 côn 100. Siêu khủng. Anh em nào, em nhắc lại là anh em nào mà có phòng trà dựng chơi sân vườn rộng thì rất ok. Đấy, hoặc anh em đi làm show làm sự kiện thì có đôi này trợ lời thì cực kỳ tuyệt vời. Đó. Mọi chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0936019001 và đây là địa chỉ cửa hàng của em các bác nhé. Các bác nếu như mà chưa rõ thì các bác chụp lại màn hình với cái biển này và các bác liên hệ với em cho tiện, hoặc là địa chỉ trên biển này các bác nhé. Đó. Em quay rất là rõ là các bác không cần phải hỏi địa chỉ ở đâu nữa các bác nhé.
Rồi, ok, hẹn gặp lại các bác và giao lưu với các bác những món khác nữa. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và các bác thấy mà hay mà cần chọn những sản phẩm nào ủng hộ kênh thì các bác nhớ like cho em cái và chia sẻ mọi người các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều và chào tạm biệt các bác.